Xuất phát từ Thái Lan này. Nay đoàn mình đi là có phóng viên chủ tịch trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã Hòa Phước đi luôn. Giới năm 2 này, Cồn Mong này. À, đồng chí này là đơn vị nào đó biết? Em là ở đúng không? À, đơn vị đúng không này. Mình nhiều em bái nghe. Đây là đơn vị Nhân Thọ 1 này. Chạy lại ngồi đây luôn chứ đây chạy nó đi ngõ vào đó. Điểm chạy lại ngồi đây luôn. Đây đi đi dạ hơn. Anh đơn vị của mày. Là cây miếu bông của tôi. À, miếu bông luôn. Chạy đường nào cũng là chế của trời xe chứ không có đường qua nhớ nặng lắm. Đơn vị Tăng Hành, Tăng Hành có hai đồng chí nè. Còn chị đơn vị nào chị? Ê, đường đi thì chúng ta để cho cán bộ đường lối. Đơn vị nào? Mỹ Bông, nào đơn vị Mỹ Bông. Mỹ Bông là có ba bốn người là. Về đường đi thì chúng ta để cho cán bộ đường lối. Phó chủ tịch đây. Miễn sao là đi đến đâu, về đến chỗ đầy đủ cho chúng ta. Phó chủ tịch cựu binh xã Hòa Phước. Đây là anh đồng chí xe là chủ tịch cựu binh xã Hòa Phước này. Đồng chí Dũng nè. À, đồn mình còn em bé nào nữa không? À, chào đồng chí này. Đây, xin chào hết anh em này. Tâm đoàn là của cựu chiến binh Hòa Phước là đi tham quan là Quảng Bình nè và cất nghĩa trang Bình Sơn. Mình có máy chai nước nè. Tí đổ nước ra. Có chân té cái chú con rồi. Mình không sai được mà. Qua mấy ông cựu chiến binh nhất cựu chiến binh một câu. Có mấy cô thì khó thôi chứ mấy chú vậy mà. Có mấy chai nước tại chú lâu nè. Đồng chí Trần Anh. Ông đi rất là của đoàn đi Quảng Bình. Chúng ta sẽ xuống cái hai để dặn găng dặn có một tí à, chúng ta ngồi trên xe cả ngày. Đường Lai Sơn á hả? À đúng rồi. À. Nếu như mình đi hầm Mũi Châu và Lai Sơn là đi đâu hết rồi. Đông à. Đi vô đại nó đi vô xem đi. Đi vô xem đi chứ. Để tiền ngồi xa nó nghe gì không biết. Ngồi đó nó khó cửa hết sao làm vậy? Tại chợ này. Chợ Đông Hòa đấy. Chợ này thấy... Chợ cái chợ muốn lọ mình lấy mình xem cho vui. Mua nào cấm điện hả? Chị bạc ơi chợ chợ sâu chó mua cái gì mua cái gì mua chợ lên chợ lâu bỏ cô thử còn thế nữa mua cái gì mua đi vô dò dò lên xem đấy chưa đi chạy lên mà và đi xem có áo phong thải đẹp á. Chú không mua xe cài cơ. Không phải họ như cái này chú. Họ như cái này chục này. Chú không muốn họ như chị thôi. Nhà, nhà không mua cái đường vui vẻ má, vào xem cho vui. Chỉ là con mời chủ kia bán chạy mãi 10.000 mở hàng mới xưa cho vui thôi. Mở hàng cho con cái mới xưa mở hàng 10.000. Dạ, một chiếc có 10.000 của Thái. Chú không mua. Không mua. Thế muốn cho con cái mở hàng mới xưa cho vui. Thôi được rồi chứ không mua. Ê, cũng mơ hòn ấy chứ. Mở hàng cái gì? Mở hàng cái gì? Mở hàng cái gì? Mở hàng cái gì? Mở hàng cái xưa này, 10.000 thôi. À, đây là mua cái phong cách nói chung mà buôn bán của... Của đây là Quảng Trị phải không? À, Quảng Trị. À, Đông Hà. Này, nói chung là... À, cũng mờ mọc nhiệt tình. Nhưng mà mời vào xem, rồi mời mua. Cố gắng đang nảy mua nhưng mà thôi, cái này mình chưa muốn mua, vệ sinh thì vẫn còn nữa. Không có đâu. Chai dâu của Thái nè, mở hàng mới xưa giỏ Thái lên đấy. Đến đây, qua đây xem này, đến đây. Những cô bé dễ thương mà mời rất nhiệt tình.
ở đây còn đồ dòng thái dòng lòng thái. À, là ngay như ngay quá nhiều thông tin rồi mà, mấy đứa bỏ đi chứ. Xuống đi. Xuống ăn uống thử xem sao. Đi tên Lào hả? Lên là trên nó có gì đâu có. Bên kia đám cửa hết rồi. Bên kia đám cửa hết rồi. Đi xuống cái hòn dưới này nè. Con cây nó phở kìa. Nó nói như là trên phải giả là nó bảo không. Nãy bảo không. Hồi xưa cũng sầm ức lắm. Họ có cây lô nữa này. Ừ. Mua giấy phải không? Em mua giấy. Em mua giấy phải không? Em mua. Tôi kiếm đâu mua giấy. Quá hàng xôi chảo bên đây. Được rồi à? Lần này nhé. Bên đây qua chợ mới bông, hôm qua tìm một phạm em. Phạm em còn sửa bón giấy cho nó mà. Hôm qua kêu, nó mua đâu mà tìm không ra. Trong tầm trên nó cái gì trên nó? Ủa quần giày giấy bên đây trên đây nè. Đồ ăn. À, đây, đó, 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 có người dép lên đây nè. À, bà nó mới chỉ đi làm đây, mình đi đây qua. Đi trước. Đi được mình nấu không? Ôi, quần ba sản. Dài, dép, dép dài. Gấu. Mũi nhớ, dài dép. Mua gì không anh ơi? Mua mũ thì mũ có rồi, thắt lưng cũng mới mua rồi. Cái hồng giấy mua, mày mua giấy hả? Giấy này, giấy này, giấy này, giấy này. Ở đây biết cái chậm với bông em. Dạ. Không ra là vô tới bờ nè. Bờ nó xuống quậy nó vô. Ông đây bên đâu tôi hủa rồi ông quay. Cũng đám cửa trên à, trên à không phải. Bên đây tầng dưới. Mua chị lên đợi đi, lên trên nó thử cái gì này, vô răng đi hút thuốc bây giờ mới là đi Đông Hòa mà không biết mua chị trên không có chị mua mà trên áo quần quá chừng chừng này, trên thì áo quần quá chừng nhẫn chứ không có chị trên đây nó bị tham chứ không phải đi mua đồ đã. Thì lấy đại đăng như thế đi. Này hấu quần. Thời trang con cấp. Hấu quần thời trang con cấp cấp lên. Cành này, à, cành cành này. Nó quần sọc nữa chứ gì? Không mua, đi tham quan thôi. Đi tham quan. Đâm sầu nha nha Mỹ. Mấy? Đâm sầu nha. Mà có 100 heo. Sáu. Ừ.
Cái này đúng sáu. Đúng sáu. Nghe, núi thiệt bắn rồi chứ núi hồ. Người kia đang cắm núi với hang hang đất. Hang đất gì? Hai hòn đất gì hòn rải chứ? Mua rải không? Mua rải mà hòn rải. Chính chung. Mua không? Mua hồng ở đây rẻ. Không cần. Mà gió cái quần này 160 ghê lắm. Quần cao kỳ, quần cao kỳ, quần dài mà có cầm máy mà đồ này. À anh không cho anh đi. Đó chứ em đòi được giải mới nghĩ 120 để anh đi 140, cô gia 140. Vì cô gia chung ngồi ngạnh đâu ngủ lên nữa, nhóm Mỹ mới hơn nhóm 20 ngon thôi. Thuốc thúc ra bên ngoài. Bây giờ mới là đang đứng ở chợ Đông Hà đi. Ở quần thì cũng sầm ớt rồi. Đâu quá giá cao quá. Hết á thì cũng không bao nhiêu. Không có tiền. Thôi tóm dọc là trên sân chứ. Vui rồi, 80 ngàn thôi. Tao mua quần này là tóm chọc. Không, tóm chọc. Lấy liền mấy cái. Không, tóm chọc lấy cái. Cái đấy à? Anh có mua đây. Lấy hai cả anh có. Mày cái này mặc vừa nói chung là ở đây thì buôn bán cũng có phải là nó thích cấp đâu. Cái dễ thay nè. Bán tới 10 vẫn bán nhưng mà hô tới 16. Nhưng mà 60 có khi luôn bán. Lâu lắm rồi hôm nay mới ra lại đầu hàng. Hồi xưa thì ở đây kho chứ. Bao nhiêu công trình nằm ở đây nhưng bây giờ nghỉ hình. Ủa thằng Ái gì là thằng Hòa nghe cộng cho đây mày. Dạ. Thằng Hòa Hòa mua ở chỗ bài xúc kia. Dạ. Chỗ cầu cái cầu qua mày xúc á, ở nguồn Quảng Bình với Mô Đái. Mua thằng Hòa mua Quảng Bình. Quảng Bình thử bao đi mưa thôi. Thử nữa. Mua sai máy. Cái sai máy, máy ký. Máy ký. Bò bả ký. Đó. Vào đi. Đi anh ảo đó người đó vào chứ gọi gì đâu lắm. Phải người ở nhà đâu mà sợ. Đây mình còn thử rồi đi chứ đâu mình đứng đâu mà. Đó. Mới mà được rồi. Bỏ cái đó. Thu lẹo. Anh có đi ra đây. Máy gì dứt điểm. Có gió mùa dính đấy. Tâm ngọt. À, cái tâm ngọt. Đó, cỏ mùa dính. Không. Làm kỷ niệm ở trong Hà. Vâng ạ. Đi nghỉ tăng lên sân này. Chưa, mới đi ra tới đây. Dạ. Mới đi ra đến đây. Đi ra kia lên nghỉ tăng à? Chưa. Đi mấy ngày mà. Cảm ơn. Mua cải thôi à? Không, mình mua ghế cho nên mua hơi ghế. Có mà có, đâu có mà có. Mua kẹo không được. Muốn có dạy thay. Móc cuối rồi nó mua. Đó, các mình bỏ ra chưa? Bỏ mua ra rồi. Anh đụng chừng con ghế vậy?
bổng sao cái bổng tạm họ vậy mà mày bé tôi có bé thì mày được cha cha đi con đi con quanh chứ không phải được bằng bằng cửa thoát đi tìm rồi đánh mua đi đi anh đi tìm rồi đánh xây bên bả anh trả anh mua anh bả mua đi anh bỏ cái mũ này anh bả đổi 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 đó. Đó. Cái gì nhỏ xí đó ông nội? À được đó. Cái bảy miếng. Con sư rồng đó. Là rất đẹp. Mưa rồi con rồng gì nữa. Đó là chặt rồi, không mừng đâu. Rất là đẹp đấy. Cái rồng hơn. Mặc cái rộng hơn chứ mặc nữa. Rồng hơn đi. Cầm gửi mà. Cái là cầm gửi mua đi bà. Tiếng dụng, món tiếng dụng, món gửi không. Rồi. Được chưa? Được. Chín dục được chưa? Chín dục luôn. Đổ mũ đi. Tiền không có. Tiền không có. Bây giờ mới đi chơi mà mới xin xin tiền của của con. Ừ. Xin tiền của con giao nữa mới chết. Giao cho tiền đi chơi đi. Không có tiền. Có này có túi. Có một bầy nữa, một túi nữa. Có túi chứ không? Quên thời chiến. Má mày, được đâu rồi. Tiền đâu có, đi bồn từng đồng, thấy không? Không bao nghĩ đâu đâu, có bộ đồ mua. Đấy 15 chút rồi. Mình thấy, đợi chưa đi mà. Anh để hơi bằng ngang. Em thui bỏ đi, em bỏ đồ cánh kén vô cho lịch sự. Á, bông cặn đi đi. Bông cặn đi, bông cặn đi. Rồi ơi, tường gì? Mày quên là chi? 50 bốn, 90 hả? Không có tiền, cái bông cặn đồng á. Rồi, nghe mụ. Bông đừng hô đó, như hồn mụ. Đây là mũ nấu. Mũ nấu. Chứ mua ảo quân hoa. Mua ảo quân gì cho mình đi. Mày ở đây ố quần xuống đây. Nhưng lại đó. Dừng lại giống gì? Dừng lại mua đồ. Mua nấu nấu mua nấu bên ta 300 đi mua vô còn nấu khá 30 mua giống gì? Nhưng mà lấy ra ăn chơi hết tiền nữa. Đấy. Bác lời bác 100 bác phải mua bác sạc cho có mơ hai con mơ hai con tôi được không được Hàn Quốc đó Hàn Quốc đó nó có đang đi để đang đi xuống không, 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 chắc có bạn đi bạn lấy chim đấy mày lấy con chim lấy con chim mà này lấy con chim lấy con chim lấy con chim mua cái mũ đã rồi lấy con chim chưa mua cái mũ không mua thì làm chim mà cho lấy không đi đi lấy thôi đi lấy cho mày này mua thôi lấy con chim lấy con chim đây loài này là loài được là sao nữa coi chỗ